Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của em Tâm để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha. Đây, to có, nhỏ có, đực có, lắc có, nói chung là đủ cỡ ha, đủ dáng ha. Đó, đẹp đẹp không nè. Tay cành không? Cành đẹp quá ha. À, chào Tâm. Dạ em chào anh, dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị cả nhà đại gia đình gần xa. Rất là lâu rồi mới gặp lại cô chú anh chị. Hôm nay em xin lên giao lưu cô chú anh chị mình một clip mai phôi giảo hạt Thủ Đức bông năm 12 cánh, bông chùm cánh to đọt đỏ hồng. Cây em bao sống cô chú anh chị mình thời gian 2 tháng và bao sống 50-50 mỗi người mình trách nhiệm bên chăm và bên bán. Em mời quý cô chú anh chị của mình vào xem yêu thương mã số nào cây nào, alo ủng hộ giùm em là 0346929112 cũng là số giao lưu của em. Em rất là cảm ơn quý cô chú anh chị của mình. Dạ rồi, em bước vào đầu clip là mã số 1 hả cô chú anh chị? Đây, mã số 1 đây quý vị. Chiều cao là 48, 24 quàn, cũ là 32. Đó, cổ rễ. Dạ, cổ rễ 32. Đá em này nè cô chú anh chị, bầu đế đó, một cục cũ đế nở luôn. Về tuyển rễ đế lại nó cũng ra được tựa tựa em thú cho mình hả cô chú anh chị? Dạ, mã số 1 em gái giao lưu giá 800 bao phí về nhà cô chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. À, mã số 2 luôn ha quý vị. Dạ, mã số 2 cây này nó rất là già cứng cây luôn cô chú anh chị. Chiều cao là 55. 25 quành em gái đâu vị trí này. Rồi, quành 25. Củ đạt là 35. Rồi, sẽ xây luôn. Đế đều luôn, hôm nay mưa gió quá cô chú anh chị mình thông cảm giùm em nha. Mưa quá mưa cô chú anh chị ơi. Dạ, mã số 2 em gái giao lưu giá 700. Tất cả các cây bên em là cây mới cho nên về cô chú anh chị mình cứ để cho em nó kéo nhựa ra mầm rồi mình trồng cây sẽ rất là khỏe hả cô chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Dạ, em lên mã số 3. Chiều cao là 55. 20 quành rưỡi tính 20 quành. Rồi, 20 quành. Đế đám gì có đầy đủ luôn. Đế cũng tựa em thú luôn nè cô chú anh chị. Đuôi chân mình đó cô chú anh chị. Dáng co đại đẹp luôn. Nọc cục nữa cô chú anh chị. Dạ, mã số 3 em gái giao lưu giá 500. Rồi, xuống cây luôn, 500. Cây mới luôn. Dạ, mã số 4, một cây trực tàn lỡ hả cô chú anh chị. Củ đế đẹp, chiều cao là 85. Em này về cắt tỉa nhiệt tình là cũng ra được em thú nha quý cô chú anh chị. Eo em đó ở đây nha, ngay eo nhỏ là 22. Còn nở ở trên là tới 26 lần nha cô chú anh chị. Tính eo nhỏ này đi. Rồi, 22 vàng. Mưa tới nữa rồi. Quý vị ơi. Cũ là 42. Đường kính bầu là 40. Nhanh gọn lẹ luôn hết cô chú anh chị. Dạ, mã số 4, một cây tàn đẹp luôn cô chú anh chị, em gái giao lưu giá 800. Rồi, mã số tiếp theo quý vị ơi. Dạ, tiếp theo em gái lên cho mình là mã số 5 nha cô chú anh chị, chi cành nhánh lực bầu đế đẹp, chiều cao 65. 27 hoành rưỡi em tính 27 hoành. Rồi. Củ đạt là 47. Rồi, để luôn đây quý vị. Để còn bự đều luôn quý vị ơi. Mình dán thú ngồi ngóc lên ha cô chú anh chị. Rất là đẹp. Dạ, mã số 5 gái giao lưu giá 1.2 triệu. Rồi, 1.2 triệu. Rồi, qua cây mới luôn rồi quý vị. Dạ, mã số 6. Chiều cao là 68. 29 hoành. Rồi, hoành 29. Là mình xuống đế nha quý vị. Trong rễ đế rất là lực luôn. Để đây. Quành bự lên. Dạ, mã số 6 em gái giao lưu giá 1 triệu 29 quàng. Đây, 1 triệu. Rồi, xuống cây. Mã số luôn, 7, một cây trực lùng lực búp măng, chiều cao là 57. 27 quàng. Rồi, quành 27 đúng luôn. Em đo lúc màu trên nha. Củ nở ở đây là 41. Rồi. Để gom quá. Nơm. Nơm là 18. Kính đế đây ha. Trực búp măng luôn hả cô chú anh chị. Nơm đẹp luôn. Mã số 7, 800. Rồi, xuống cây luôn, 800. Mã số 8, cây này là nhánh hồi, nhánh ba gì có đủ cho mình nha cô chú anh chị. Cây này thế đẹp nha, củ nở luôn. Tất cả các cây là cây mới hết cho nên cô chú anh chị mình về cứ để em nó ra tựa kéo nhựa rồi trồng nha cô chú anh chị. 27 hoành rưỡi em tính 27 hoành. Rồi. Chiều cao là 65.
hồi bay trực gì đầy đủ luôn cô chú anh chị, coi rất là đẹp, củ nở đế đẹp luôn. Đây, để đây quý vị. Dạ số 8 em giao lưu giá 1.500.000. Rồi xuống cây luôn. Mã số 9 một cây bồ đá rất là đẹp luôn cô chú anh chị, nó đẹp toàn diện luôn. Rồi tay cảnh cũng đều quá đây. Chiều cao là 87. 32 hoành em đo vị trí này. À, 32 hoành đo đó ha. Cũ là 51. Đường kính bầu là 49. Còn ngắn còn hơn gì? Còn ngắn nè, để đều luôn. Y như dáng thú mà nằm nó ngoái đầu thẳng đứng đi lên luôn nha cô chú anh chị. Chia cành đặt rợt luôn, bộ đế rất là đẹp. Đều kính cái bầu không có thiếu một cái gì hết nha cô chú anh chị. Cái nồi đế của em nó là 1m37. Tay cành đều luôn, giao lưu nhiêu em? Dạ mã số 9 em giao lưu giá 2.500.000, tiền nào của đó nha cô chú anh chị ơi. Rồi xuống cây, qua cây mới luôn. Mã số 10, chiều cao là 58, 20 quan. Quá trời với nồi đế luôn cô chú anh chị ơi. Nồi đế là 98. Đây để đây, em đặt luôn ha. Đế nêm sổ đặt kẹo luôn cô chú anh chị. Dạ mã số 10 giá giao lưu giá 700.000. Rồi xuống cây luôn. Cây nhỏ nhưng mà đế dáng chi cành rất là đẹp cô chú anh chị. Mã số 11, đều ren lên chi cành, chiều cao 80, 24 hoàng. Rồi xây xây luôn. Cây này là đế xù trứng lọc nha cô chú anh chị. Cây em ơi, gái mới vừa làm nè, cắt cây bôi keo còn ướt mem cho nên là về trong thời gian khoảng 20 ngày đến 1 tháng thì cây sẽ kéo nhựa và bung mầm nha cô chú anh chị. Rồi xin để đeo gì. Mai phôi mình không có cần tưới nước nhiều cho nên cô chú anh chị mình đừng nên tưới nước nhiều quá bị úng rễ. À, đặc biệt là mùa này. Dạ mùa mưa nữa. Dạ mã số 11 em gái giao lưu giá 900.000, cây này quá rẻ cô chú anh chị ơi. Rồi 900 ha. Rồi qua cây mới luôn. Mã số 12, cây này hoành to nha, chiều cao là 60, 34 quà. Rồi 34 dư luôn không gì ơi. Đó, rồi bầu đế này cô chú anh chị. Mã số 12 em xin giao lưu giá 1.500.000. Rồi xuống cây luôn. Mã số 13, chiều cao 52, hoành cũng bự nữa nè cô chú anh chị, 33 hoành. À, 33 dư luôn ha. Đế bàn đều cái bầu luôn hết cô chú anh chị. Hoành 33. Trời ơi cây này quá rẻ, nhanh tay cây này cô chú anh chị có 1 triệu thôi, mã số 13. Rồi 1 triệu. Nhanh tay cây này cô chú anh chị gọng coi rất là ngon luôn hen, cây này về chơi hàng bonsai nha cô chú anh chị. Đấy ha. Dạ. Rồi, và cây mới luôn. Cây này y như một cái dòi con voi luôn, không khác tí xíu nào nha cô chú anh chị, mã số 14. Chiều cao là 58. Em đo hoành nha, vị trí này là 28 hoành. 80 zin luôn. Dạ. Không dư không thiếu hàng, cái cũ nở quá. Cái cũ. Cũ là 50. Rồi. Rồi cái này là cô chú anh chị mình ha. Đây, y như cái con mắt hồi lòi ra luôn cô chú anh chị. Con mắt hồi lòi. Rồi bảo đế là đều tứ diện cái bào ha, không thiếu một cái mặt nào hết. Cái này là cái miệng của nó nè cô chú anh chị. Đó. Rồi bắt đầu nguyên một cái dòi voi dài ra luôn, hai cái nanh của nó. Và đặc điểm ở đây là bể sồn nha cô chú anh chị. Hai cái ngà đó hả? Dạ, hai cái ngà. Cái ngà đóng ngoài chỉnh ở ngoài cái dòi nha quý vị. Bắp dòi của nó là chỉ có 15 thôi cô chú anh chị. Cái dòi voi đó hả? Dạ. Đây cây này có đặc điểm đó là xù nha cô chú anh chị. Đó, bể nguyên cái phần luôn. Đó. Theo. Cây rất là duyên, rất là khéo cây luôn nha quý cô chú anh chị. Đường kính bầu là 50. Dạ mã số 14 giá giao lưu giá 1.600.000. Rồi 1.600.000. Rồi xuống cây luôn, qua cây mới luôn. Mã số 15. Chiều cao là 90. Cây chi tàn quá nhiều luôn. 32 hoành, em đo vị trí này. Rồi, 32 đúng luôn. Cũ đạt là 50. Rồi.
Đường kính bầu là 47. Rồi, xay, xay luôn. Chi cành rất là đều luôn hả cô chú anh chị. Bầu đế thì khỏi phải chê rồi. Đế chia đều cái bầu luôn. Dán co rộng đó cô chú anh chị. Tay cành lực không ha. Dạ, tay cành rất là lực luôn. Tay cành lực lực không. Em này có một miếng là khi em vận chuyển về nó bị trầy da ở đây nha cô chú anh chị. Tí nữa em bơ keo cho mình ha. Sao? Dạ. Dạ mã số 15 em xin giao lưu giá 2.500.000. Mấy cây này khi đi cây cô chú anh chị mình thương em gái cho em gái xin tí xíu cọc nha cô chú anh chị. Tại cây này phí em gửi rất là nặng. Rồi xuống cây luôn. 2.500.000 mã số 15. Mã số 16. Chi nhánh quá lực ha. Chiều cao là 59. 2 ly nữa là 29 hoành, em tính mình 28. 28 hoành đây ha. Củ đạt là 45. Rồi, đế luôn. Đế thì đầy đủ hết trơn luôn. Chi cành rất là lực, có đầy đủ cho mình luôn. Mã số 16 em giá giao lưu giá 1.200.000. Rồi, xuống cây luôn. 1.200.000. Mã số 17. Chiều cao là 60. Hai mươi bảy hoành rưỡi tính 27 hoành. Rồi. Gì không nghe còi gì đế ha. Đó, chi cành đế đó cô chú anh chị. Đế nhõm 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 lên ha. Cái này giống như con cua tuyết đó cô chú anh chị. Chân rễ đế ngoe đầu dài sọc. Cua tuyết. Rồi, giao lưu như em. Dạ, mã số 17 em gái giao lưu giá 1.300.000. Rồi, 1.300.000. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 18. 18. Chiều cao 62. 29 hoành rưỡi tính 29 hoành. Cây thân dặn từ dưới lên trên luôn ha cô chú anh chị, chi cành nhánh lực luôn, nhánh nào ra nhánh đó luôn. Nếu mà cô chú anh chị mình không thích nhánh này thì về mình cứ cắt ha. Tại vì em chừa dư cho cô chú anh chị của mình về dễ xử. Dạ mã số 18 giá dư lưu giá 1.000.000. Rồi, xuống cây luôn ha quý vị. 29 hoành nhân quý vị. Mã số 19. Chiều cao 60. 29 hoành. Đây, em này cũng 29 hoành đây. Củ đạt 46. Rồi. Đường kính bầu 48. Rồi, để đây quý vị. Để đặt luôn ha. Cây là cây mới nha cô chú anh chị ơi. Cái nhánh này tại em để cho em nó thảo chứ không phải cây cũ ra tuột nha. Cây mới hoàn toàn nha cô chú anh chị. Bộ rễ đế rất là đẹp luôn. Mã số 19 em gái giao lưu giá 1.300.000. Trong quá trình xem clip của chú anh chị mình thích mã số nào, cây nào cô chú anh chị mình alo ủng hộ giúp em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ạ. Rồi qua cây mới luôn nha quý vị. Mã số 20. Chiều cao là 60. 34 hoàng. Đó gì? Hoàng 34. 34 là lúc ở trên đó nha. Bầu này nó bự quá. Đường kính bầu 52. Cây này bự chà bá luôn, bự chẻn luôn. Mã số 20 em gái giao lưu giá 1.700.000. Rồi xuống cây. Mã số 21. Mừng quá trời hết mưa anh ơi. Chiều cao 60. 25 hoàng. Rồi xay xay luôn. Rồi còi dưới đây đây quý vị. Tiếp này giá rất là yêu thương luôn nha cô chú anh chị. Cho nên yêu thương mã số nào ủng hộ giúp em gái mã số đó ha quý cô chú anh chị ơi. Rồi giá luôn nhiêu đây. Giá 21 1.000.000 em bao phí. Rồi xuống cây luôn. Mã số 22. Trời ơi cái cây nó đẹp. Chiều cao là 55. 26 hoành. Cũ là 34. Ờ, cái cây này nó đẹp nó duyên. Giá rẻ quá. Mã số 22 em xin giao lưu giá 800.000. Trời ơi, trên tay cây này cô chú anh chị rất là đẹp. 800.000 mã số 22. Rồi, qua cây mới luôn rồi quý vị. Cây rất là đẹp luôn. Mã số 23. Chiều cao 75. 31 hoành. Hoành bự 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 không hết cô chú anh chị.
cũ 55. Rồi. Ủa nãy em đo cao chưa? Thì biết. Cao 75. Bộ rễ đế nào cô chú anh chị, rễ đế nào, rễ nào, rễ nấy bự 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 luôn ha. Em đo thử cộng rễ cho cô chú anh chị mình nhìn nè. Thấy nó nhỏng nhỏng nè. Cộng rễ là 12 cô chú anh chị. Bự ghê không? Cái này y như hươu cao cổ luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 23, em xin Zalo giá 1.3 triệu. Rồi, 1.3 triệu. Cộng cán phí nữa còn gì đâu ăn cô chú anh chị. Rồi, xuống cây. Mã số 24. Chiều cao là 58. 27 quà. Có một cây này về trồng liền được nè cô chú anh chị. Dạ. Cái này là bung mầm của cây nè, cái này về trồng liền được nè. 40 quà. Ủa gì? Cũ 40. Đường kính bầu là 50. Rồi, để đây, cộng lực không đây ha. Dạ, cộng rễ đế lực chi cành nhánh có đầy đủ luôn. Bầu bự quá. Nắm đâu bầu chưa ta? Sao dạo này hay quên quá. Đường kính bầu 52. Dạ, mã số 21 giá vô tôi giá 1.2 triệu. Rồi, 1.2 triệu. Rồi, qua cây mới luôn nè quý vị. Mã số 25. Ê, phải 24 không vậy? Mã số 25, chiều cao là 58. 26 hoàn. Cũ 41. Đường kính bầu 50. Rồi, để đây. Cô chú anh chị mình mà cần cây về mà trồng thả vườn 200 dưỡng gì tết rồi cô chú anh chị. Alo em cô chú anh chị, bao la luôn. Số lượng cho cô chú anh chị mình có luôn. Dạ, mã số 25 em gái vô lưu giá 1 triệu. Rồi, xuống cây 1 triệu. Rồi, em này về trồng liền được luôn nè cô chú anh chị. 26, chiều cao 62. 31 quà. Đúng luôn á. Cũ là 48. Rồi, cũ là 48. Quá trời, cây này bầu đế quá đẹp cô chú anh chị. Đều rang trơn. Đường kính bầu 52. Rồi rễ đế đây cô chú anh chị. Cây này về trồng liền nha cô chú anh chị. Nè. Xe đều trơn luôn ha. Xe đều hết trơn luôn. Nếu mà cô chú anh chị mình không thích mấy cọng rễ nhỏ này, cứ cắt bỏ tại vì đế rất là nhiều. Đế rất là đều đẹp luôn. 26 giao lưu giá 1.500.000. Cây này có khách chốt rồi nè cô chú anh chị, khách gửi lại nè. Mà rồi khách đi công tác rồi, khách quỷ cọc luôn. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 27. Chiều cao 82. 26 hoành. Cũ 45. Đường kính bầu 45. Em nó thì nó nứt nó bể thân ha, chi nhánh đều dót đọt luôn cô chú anh chị. Cái đọt nó còn nhỏ xíu à. Cái đọt nó chỉ có 10 thôi, nó bóp đọt cô chú anh chị. Hết hả? Mã số 25 em xin Zalo giá 27. Mã số 27 của clip gái Zalo giá 1 triệu. Dạ quý cô chú anh chị ơi, clip này em gái có 27 cây. Trong quá trình xem clip cô chú anh chị mình vừa làm hợp ý mã số nào, cô chú anh chị mình alo giùm em là 0346929112 cũng là số Zalo của em. Em tên là Tâm, rất là cảm ơn quý cô chú anh chị của mình.